bạn đến với một ẩm thực cuối tuần hôm nay. Khánh Hằng mời quý vị đến với resort Bầu Trúc tại đường Yên Ninh, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để thưởng thức món cá thu đao nướng muối ớt xanh. Rồi, hôm nay Sơn đã chế biến món cá thu đao nướng ớt xanh cho quý vị. Trước hết là cá thu đao là mình lựa thiệt là tươi. Con cá thu đao tươi mình rửa sạch. Xong trước khi mình chế biến thì mình dùng dao để mình khứa. Cứa phát cá thu đao xong thì mình qua dùng phần nguyên liệu, dùng một chút xíu muối hột, ít trái ớt xanh, ít lá xào dông và cái vị cho nó thơm. Xong mình cho chút dầu bỏ vô máy sinh tố mình xay, nó có cái độ sệt như thế này. Trong thời gian mình xay cái nước ớt với lại cái lá xào dông với muối hột, giờ cho mình cho chút bột ngọt vô rồi mình đánh đều lên, mình ướp, rồi mình ướp cá, mình ướp khoảng 15-20 phút và con cá nó thấm vô rồi chúng ta mới đi nướng cho nó gần con cá cho nó thơm. Mình ướp cá trong vòng 15-20 phút, cá nó thấm đều để nó có gia vị cho nó mặn mòi con cá cho mình ăn cho nó hơi bị lẹt. Nói chung là trước 15-20 phút, mình ướp 15-20 phút rồi bây giờ bắt đầu mình đem ra mình nướng. Nói chung là mình nướng bằng lửa than, nó mới ngon hơn là mình nướng bằng cái lửa trong lò ga. Đây là món cá thu đao nước ớt xanh đã xong. Sơn có mời bạn thành phố Hồ Chí Minh và thưởng thức và cảm nhận món ăn này như thế nào. Dạ, em chào anh ạ. Em là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất may mắn là hôm nay em được thưởng thức cái món cá thu đao nướng ớt xanh của anh. Dạ, không biết là em có thể nhìn thử được không anh? Dạ, em xin phép anh ạ. Dạ. Sau khi ăn xong là em phải tìm từ làm nhúm mì ạ. Em mới cảm giác khi ăn anh cái vị ngọt của cá biển đặc trưng của mình và nó hòa quyện với chút cay cay nồng nồng của ớt đúng không anh, cộng với lại cái mùi đặc trưng của lá xào dông hòa quyện chung với nhau làm em thấy cái vị cá nó rất là thơm nè, ngọt nè, và em chỉ có thể dùng từ là nhúm mì khi mà ăn cái món ăn này. Và em chắc chắn rằng em sẽ có một cái món ăn mới cho gia đình mình vào dịp cuối tuần này rồi. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Sau khi đi tàu đáy kính xem san hô, chị Vân Anh cùng gia đình thưởng thức hải sản tươi tại nhà bè. Chị cho biết cảnh Vịnh Vĩnh Hy rất đẹp, chị và gia đình sẽ còn đến Vĩnh Hy nhiều lần nữa. Cảnh đẹp Vĩnh Hy, sự thân thiện của người dân địa phương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Vịnh Vĩnh Hy là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách thích khám phá khung cảnh thiên nhiên còn hoang sơ